Trời ơi, ngày đầu tiên đi làm việc mà không thấy sếp đâu vậy ta, thấy chưa? Sếp mà còn đi trễ nữa. Móc cái iPhone 13 Pro Max vô xem coi. Trời ơi, 1 giờ chưa rồi, sếp này lười biếng dễ sợ. Trời ơi, không biết nữa. Trời ơi, quá nhiều người muốn bắt tôi. Trời ơi, tôi sợ quá. Ủa, anh lại đây. Xin chào cô không nhận ra tôi à? Không, ai tôi đâu quen, ai tóc vàng khè thế kia vậy? Cô nhìn cái ngài tổng thống ở trong game này, cô thấy không? Đây, đây chính là tôi đấy, tôi là tổng thống đây. Hả? Sao, sao ngoài đời thế ghê vậy? Ủa, trong game cũng đâu đẹp đâu. Dạ, rồi. Thì tôi nghe nói cô hiện tại đang học làm vệ sĩ đúng không? Đúng rồi. Cho nên là tôi muốn thuê cô làm vệ sĩ, tôi muốn đến để xem coi cô bảo vệ tổng thống như thế nào mà. Trời ơi, chuyện nhỏ, tôi là biết bà gồ mà. Ok. Nhưng mà cho tôi hỏi là cái anh đầu chọc trong đây là cô hả? Đúng rồi, tôi đó trời. Ủa sao ở ngoài đời cô trắng mà ở trong game nhìn cô đen quá vậy? Trời ơi, cái này là do tôi gì ta dùng kem trộn. Dùng kem trộn. Trắng bắp. Vậy thì cô có thể bắt đầu trò chơi để tôi xem coi cô bảo vệ tổng thống rồi, như thế nào không nhờ? Nhìn tôi nè, ok. Đó, chạy tới. Nhảy lên. Ủa cái gì vậy? Cái đó là lỗi thôi, lỗi kỹ thuật. Lại coi, làm lại coi. Đó, tổng thống nè, bảo vệ tổng thống như thế nào nè. Đó, thấy chưa? Tính ra cũng hơi lỗi xíu nhưng mà giờ vẫn bảo vệ được. Rồi, tiếp theo nè, cô nhìn thấy là trước mặt chúng ta có mấy cái ghế nè. Trời ơi, thấy không? Cô đạp vô mấy cái ghế là cô bị vấp ghế, cô té liền. Sao vậy? Làm lại đi. Cứu tổng thống đi. Trời ơi, sao cô không cứu được tổng thống vậy? Sao nó khổ vậy? Sao tôi làm được? Làm lại ơi. Trời ơi, cô có thể nào cô ngắm thẳng với người tổng thống được không? Thôi xẹp đi, tôi không ký hợp đồng với cô đâu. Ủa gì vậy? Trời ơi. Tôi cho cô cơ hội lần cuối này nha. Rồi, tổng thống. Cô hết cơ hội cho tôi đi. Thôi thế nào? Đợi tôi đi, trời ơi, đây tôi gỡ cái kiến ra nè. Cô cởi cái kính ra đi, cô đeo kính rồi cô bảo vệ sao được? Đúng rồi, nó không thấy đường. Cô cởi kính ra, tôi vẫn đang xuất khỏi trái đất, trời ơi. Đây, để tôi. Rồi, đưa hết. Cởi kiến ra là làm được việc liền, cởi kiến ra làm được việc liền. Wow, sau khi mà tôi bị bắn 30 mấy viên đạn thì cô mới cứu được tôi à? Không sao, đó là lỗi kỹ thuật thôi. Trời ơi, xém rồi, sếp ơi. Rồi, tiếp nào. Trời ơi, tiếp nào, nhanh. Trời ơi. Vẫn không cứu được tổng thống. Không nào, nó mệt quá rồi. Trời ơi, nghĩ gì vậy, cái mệt quá à. Cái gì đâu mệt vậy? Làm cái gì đâu mà. Tôi đi về được không? Bội quá trời luôn á. Tôi làm lại lần nữa cho coi nè. Đẩy, thấy không? Đẩy được tổng thống ra là xong ngay đấy chưa? Khó gì trời ơi, sao làm được vậy trời? Nó dễ ẹt luôn đấy, khó chỗ nào? Khó vô cùng. Rồi tiếp đi. Cái đạn này là cô phải nhảy nè, xong cô tung vô bức tường luôn, không? Tung bức tường luôn. Đó, tổng thống sẽ có thể cứu được tổng thống không? Rồi nhảy. Tung vô. Đó. Tốt lắm. Đó. Cố gắng đi rồi tôi sẽ tuyển cô vô làm vệ sĩ. Rồi, okay. Qua màn 2 rồi, thì giờ có khả năng, chỉ là do là có tôi khả năng. Mới thôi, gì đây? Rồi. Cô tổng thống nhanh lên, cô tổng thống. Trời ơi. Ê, vậy là sắp được rồi. Lại. Đúng rồi. Chưa, tôi càng ngày tôi càng giỏi chưa? Hay lắm. Tôi thấy cô gọi là có tố chất rồi đấy. Có tiềm năng rồi đấy. Rồi. Từ từ bình tĩnh, trời sao vệ sĩ mà té cầu thang vậy? Trời ơi, bị gì vậy? Cái gì vậy? Đứng dậy nhanh lên, tổng thống sắp bị bắn rồi. Hay quá. Anh thấy gì không? Cái màn này tôi chơi đúng một lần, còn anh chơi nhiều lần. Thấy chưa, anh cũng đâu thua gì tôi đâu. Thấy chưa? Tôi cũng bro hết. Tổng thống ơi. Tổng. Wow. Tổng thống bị nổ banh luôn. Tổng thống, đi đi. Tổng thống ơi. Đúng rồi, không sao đâu, yên tâm đi, không sao đâu, có trái bơm đứng bên. Không sao luôn. Tôi là Cái này là gì đây? Cái này là cái gì vậy? Chui lỗ chót, tiếp theo là chui. Ôi trời, sao chưa kịp chui. Ây trời, sao đập đầu té xỉu hoài vậy? Đây, ai? Sao đập đầu té xỉu hoài vậy? Đây, biết rồi, cách đi. Tổng thống đâu rồi? Đúng rồi. Rồi ơi, tổng thống bị tiêu diệt luôn rồi. Lại đi. Đây, rồi. Chui xuống này, chui qua. Rồi. Cô làm cái gì vậy? Bình tĩnh, cái là do
sơ sơ kỹ thuật này. Rồi chuẩn bị nè, ngồi xuống này. Rồi. Sao cô không ngồi xuống? Tôi xin lỗi. Đây tôi nè. Rồi. Rồi ngồi xuống, Rồi chua. Rồi. Đứng lên nhảy lên. Nhảy. Trời ơi, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cứu được tổng thống rồi. Xem được. Ủa sao? Xuyên tường. Tôi mới học kỹ năng mới. Tôi thấy là bắt đầu là tôi không cho cô cơ hội được rồi đấy nha. Không cho được, gì vậy, kỳ vậy. Thôi chúng ta chia tay tại đây đi. Ôi vậy ơi, tin tôi đi mà. Trời ơi, tôi bảo vệ được. Bảo vệ được gì đâu mà từ nãy giờ chưa xong. Nghiêm túc đi, chứ từ nãy tôi thấy là cô thua hơi nhiều rồi đấy. Mẹ chưa vận động. Tập thể dục thể thao. Rồi. Cô làm gì? Cô làm gì vậy? Tôi đang ép dẻo người cho nó cứng nữa. Ok rồi, vô nha. Đây. Sếp. Đúng rồi, thấy chưa? Từ từ, hiểu không? Quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Cô hiểu không? Ok. Rồi, tiếp đi. Đây. Rồi bây giờ là nhảy xuống. Ui, nhảy xuống cầu thang này khó này. Ôi, cái này khó nè. Cái này nhiều tiền quá nè. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Bây giờ tôi hỏi cô nhá. Bây giờ người ta cho cô rất nhiều tiền như vậy để cô không bảo vệ tổng thống nữa, cô có chấp nhận không? Chấp nhận. Hả? Gì? Ủa chứ sao? Cái công việc của tôi là công việc bảo vệ tổng thống nên tôi phải bảo vệ tổng thống chứ tiền bạc không đối tôi không quan trọng. Tiền bạc không quan trọng đúng không? Xác. Ok, vậy mà nãy hỏi lấy tiền không là có liền luôn ha. rồi, đó đúng không? Bây giờ đóng tiền này không thể ngăn cản bọn mình được, cô hiểu không? Ngăn cản tôi rồi. Cứu tổng thống đi. Ui rồi ôi, xem nó nhảy chung tổng thống được rồi. Nghiêm túc. Lần này không được nữa tôi về luôn nha. Rồi đây, lần này. Lần này không được nữa tôi về nha. Lần này tôi gỡ kiến ra tôi chơi. Ok. Thôi tôi về nha. Thôi, đừng về. Đây, tôi. Nhanh đi. Đây rồi, tôi bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nè, rồi nhảy xuống nè. Rồi nhanh, tổng thống kìa. Nhanh. Ủa sao lại nhảy ngược? Sao cô nhảy lên trên lại chứ vậy? Cô bị cái gì vậy? Đây, nhảy ngược lại mới khó, sao tôi nhảy được vậy? Rồi nhanh. Đây, xuống dưới luôn. Nhảy luôn. Đây. Rồi. Cô lên. Trước mặt. Đứng dậy, chặn viên đạn lại. Hay quá. Kết hợp tiếp nha. Hay quá. Rồi tiếp đi. Không sao. Có tiếng chuyện đúng không? Không sao. Rồi tiếp nào. Cái gì đây? Tiếp theo là ở ngoài sa mạc. Ôi trời, dắp té đập đầu cái thùng đầu thế. Cái này sao vậy? Cái này là cô phải gọi là lạng lách, cô không có nhảy được, cô phải lạng lách, cô hiểu không? Ok rồi. Rồi lạng lách cái gì? Lạng lách, đúng rồi lạng. Téo hoài vậy, sao cô téo hoài vậy? Làm lại nào. Trước tôi hay. Cô có né được không? Được. Cô im giùm tôi đi. Tôi đang lập học tiếng xe nữa. Đúng rồi, đấy, cứ bình tĩnh từ từ thế thôi. Đến lúc cô lên tới trên là tổng thống dính đạn rồi. Rồi, băng. Thấy chưa, tổng thống dính đạn rồi, thấy chưa? Không sao. Tôi có mặc áo giáp chống đạn cho nên không sao, yên rồi, tâm đi. Rồi, ok. Rồi. Nhanh lên. Trời ơi. Đụng được tổng thống rồi. Kế bên luôn. Vậy mà không cứu được. Trời ơi. Rồi còn đúng bộ tóc giả. Rồi, đây. À, nóng quá ta. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi tiếp đi. Tôi đang xem đây. Ok. Từ nha, bình tĩnh nha. Bây giờ này, những bạn fan đang xem video, hãy tiếp thêm sức mạnh cho Sammy bằng cách là hãy nhấn. Khỏi tiếp luôn đi. Tính kêu nhấn like để ủng hộ sức mạnh mà kiểu này thì tiếp làm gì nữa. Trời ơi trời. Làm lại đi. Đây. Rồi, thấy tôi đi chuyên nghiệp không? Rồi, chuyên nghiệp ở đây nhưng mà từ nãy giờ chưa cứu được nữa. Rồi. Hay quá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ là màn nhảy qua mấy cái thùng. À cái này là cô phải nhào lộn qua bấm chữ E kìa. Nhào lộn hả? Đúng rồi. À cái kỹ năng của tôi đúng không? Ừ đúng rồi, nhào lộn qua, nhào quá. À nhào lộn, cô biết nhào lộn không? Rồi. Đó đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Helicopter. Trời ơi, đập đầu xuống sàn rồi xong. Chắc ngất xỉu 3 ngày mới tỉnh dậy quá. Đó. Rồi làm lại nè. Trước kiếp trước tôi làm siết á nên là Không sao. Đó. Cô nhảy xuống đất luôn vậy? Cô nhảy cắm đầu xuống đất luôn vậy hả? Đây, tôi đồng hoàng lại nãy giỡn. Làm lại đi, tôi là bây giờ tôi phải xem coi cô có thực hiện được thành công tất cả những thử thách hay không. Được. Thì tôi mới dám thuê cô, chứ bây giờ cô chơi kiểu này sao tôi dám thuê cô được. Cứu tổng thống đi. Trời ơi. Không đứng kịp, trời ơi, cái người tôi bị cái gì á, coi năng sáng rồi, nó yếu hiểu không?
Bình tĩnh thôi. Thấy được rồi đó, đấy, đấy, nhanh quá luôn. Rồi, rồi, chuẩn bị ra, nhảy lên, cô Tâm Tâm đi, Tâm Tâm ơi. Thiệt luôn ấy, từ nãy giờ ấy là tôi thấy là hình như là tôi có vẻ tôi không nên thuê cô ấy cô ạ. Thuê. Thuê chưa? Vậy là thuê chưa? Thuê. Thôi mà thôi về mà sao tôi cảm thấy tôi an, tôi nguy hiểm hơn á, tôi không thấy an toàn tí nào. Sao nó khó vậy, Tùng Tùng ơi. Nào bây giờ nha, bây giờ cô dắt té một lần là tôi trừ cô thêm 1.000 đô tiền lương nữa. Rồi trừ 2.000 đô. Tôi chưa làm gì chứ. Rồi trừ 3.000 đô. Lại đi, bình tĩnh. Rồi, rồi hay quá, rồi trừ 4.000 đô. Ôi, hết tiền lương tôi rồi, làm gì sống trời. Cô cố gắng chứ. Đó đúng rồi, hay quá, không giúp cái nào luôn. Thôi thôi thôi, nhắn lên, nhắn lên, nhắn lên. Trời. Tôi cầm cái chân rồi. Đụng vô cái chân rồi mà không cứu được luôn á, trời ơi, thiệt luôn á. Đói không, ủa buồn quá bò. Ủa sao buồn quá bò. Buồn quá đó, buồn quá đó, cái này người ta buồn quá hiểu không. Tôi sao bị đuổi việc rồi. Thấy không, mày thấy không, đó lý do là sao đừng bao giờ thuê vệ sĩ là Sammy không. Sammy là vệ sĩ là mấy bạn chỉ có hay quá, hay quá, hay quá, cứu được tổng thống rồi. Tổng thống đâu, tổng thống đâu, tổng thống đâu rồi, tổng thống rồi, đây tổng thống vẫn còn an toàn, hay quá, cô rất là number one. Rồi bây giờ thuê tôi được chưa? Tôi là cái vệ sĩ mà có tâm có tầm nhất cái thế giới này rồi đó. Vâng, thì theo từ nãy giờ tôi quan sát cách mà cô bảo vệ tổng thống á, thì tôi có thể thấy được rằng là kỹ năng của cô đỉnh cao nổi mà hơn cả trẻ em lớp 1 luôn, quá đỉnh luôn. Và từ nãy giờ tổng cộng là tổng thống đã ăn gọi là 72 viên đạn. 72 viên đạn. Ngày xưa có Tôn Ngộ Không là có 72 phép thần thông. Bây giờ trong người tổng thống có 72 viên đạn. Cô cứu tổng thống cái kiểu gì vậy hả? Cô cứu cái kiểu gì vậy? Nhưng mà ít nhất cũng có cứu rồi là được rồi. Được rồi, bây giờ 72 viên đạn bỏ cho giờ, vô nhà thương rồi là mình gấp ra cũng được mà. Bây giờ tôi bắn cô 72 viên đạn xong tôi dẫn cô vô cho người ta gấp ra. Được không? Được không hả? Cô nghĩ sống nổi không? Tào lao. Bực bội và đổi tóc giả nóng muốn chết. Thôi nha, tôi là tôi. Mấy bạn đừng có kêu tôi là thuê Sammy làm vệ sĩ nha. Ủa? Phá sản các bạn ơi, phá sản. Ủa? Nha. Dần dần đi, dần đi. Gì kỳ vậy? Con nét làm được, vệ sĩ làm được thì làm nghề gì trời. Mệt ghê, không làm đâu. Làm chúa ơi. Cái ông này muốn đấm đúng không? Cái ông này vậy. Hello team, hello team.